Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bán Trả Góp thuộc công ty Đại Phát Danh Lộc và tiếp tục các cái chuỗi video về giới thiệu sản phẩm loa kéo, loa xách tay. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ review cho các bạn một cái chiếc loa kéo Bass 40 với cái model là Nanomax K180. Và đầu tiên chúng ta sẽ xem cái thiết kế bên ngoài của cái chiếc loa này như thế nào nha. Rồi mình xoay một vòng cho bạn xem nè. Vâng, và chiếc loa này một thiết kế rất là sang trọng với kích thước như sau: chiều rộng là 45,5, chiều dài là 46,5 và chiều cao là 79 cm kể cả bánh xe, và cân nặng của chiếc loa này là 36 kg. Vâng, công suất tối đa của chiếc loa này là 820W là mát nha, còn min thì 100W. Rồi, phụ kiện đi kèm chúng ta còn những gì, bao gồm một cái hộp đựng micro nè, hai cái micro đi kèm theo máy, một cọng dây nguồn, dây sạc dây số 8 nha. Dây này rất là chuộng trên thị trường này, rất là nhiều này, bán rất là nhiều này. Và một bảng điều khiển, bảng hướng dẫn điều khiển cái tất cả các cái volume, các cái nút trên cái bảng điều khiển. Đây, nó ghi rõ ràng hết và mức chỉnh cân âm lượng chuẩn bên hãng người ta ưu tiên này. Mọi người lưu ý cái bảng này nha. Rồi, và bên ngoài chúng ta có những gì? Chiếc loa này đóng bằng ván gỗ ép nha, sơn chống trầy, sơn nhám chống trầy, chống thấm nước nè. Lưới e căng phía trước á, chúng ta là lưới màu vàng, sơn bằng lớp sơn tĩnh điện chống rỉ. Có đây có cái logo là Nanomax nè, và cái chữ The Best Audio nè. Ở đây chúng ta có một cái tem thương hiệu của Nanomax, có ghi kích thước bass, model máy và công suất của máy. Bên trong cái màn lưới e căng này chúng ta có cái bass 40 đường kính 40, một lo trung có đường kính nằm vị trí này, lo trung đường kính 16 cm và là một lo chép 350, chép càng 350. Rồi, vừa rồi thì mình giới thiệu sơ lược về chiếc loa, bên ngoài của chiếc loa, và tiếp tục mình sẽ đi đến các bảng điều khiển và hướng dẫn các bạn điều chỉnh như thế nào cho nó hay và nó chất lượng nha.